trận đấu mà Đại học Văn Lang và Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn họ sẽ quyết đấu với nhau để tranh tấm vé còn lại vào đấu vòng playoff. Đánh đâu! Phút thi đấu thứ tư của hiệp 2 và Đại học Văn Lang đã có bàn thắng mở tỷ số. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống đá phạt góc. Bóng đã vượt qua rất nhiều những cái đầu trước khi đến với cầu thủ cuối cùng, người ghi bàn đó là số 4 Đỗ Hữu Trung Chiến. 1-0 dành cho Đại học Văn Lang. Một siêu bóng tại sân vận động Tôn Đức Thắng hôm nay rất tuyệt vời, bùng nổ. Quá bùng nổ với quả đá vừa rồi đến từ vị trí của Quốc Phòng. Và chúng ta sẽ ngay lập tức được xem lại cú đá này. Đó là một khoảnh khắc ngôi sao anh Trường ạ. Một tình huống ngoặt bắn vào trong và một cú đá bên chân trái. Nó đơn giản là không để cản phá. Đánh đâu! Dấu chấm hết rồi. Chắc chắn là dấu chấm hết dành cho mọi nỗ lực của Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn. Hai quả đá phạt góc đều được tận dụng thành công. Nó đều đến ở trong hiệp thi đấu thứ hai. Và thực sự là khả năng đá phạt góc của cầu thủ Văn Lang, bài vở của họ là rất tốt.